Rồi mình thấy con hải sản Việt Nam sau khi làm nồi xong nha anh em. Xe này zin là khoảng chừng 130 mấy 140 rồi, làm xong rồi nó nhẹ lắm, nó hết rung động. Đây cái nồi hải sản Việt Nam sau khi mình làm xong nha nè. Rung ra đầu đi máy đó. Để xong quay cho anh em xem nha. Cái lỗi rung đầu luôn anh em. Rồi anh em nhu cầu liên hệ mình nha. Đây mình test cái clip cái nồi của chiếc Thái Việt Nam. Xe này chưa có làm nồi luôn nha anh em. Mình test thử nó lên được bao nhiêu lúc nồi zin rồi đó khi mình làm nha, coi thì khác biệt nó bao nhiêu nha anh em. Bên bóp ra hắn này anh nghe vậy. Nóng lên ta. Lên luôn hả? Nóng lên luôn. Chạy tới đây nóng lên luôn hả? Rồi giờ mới lên nè. Chỉ có chủ xe nó mới chịu lên thôi, chủ rồi nó mới lên thôi nè anh em. Cho nó mua 150 rồi nó lên được có 140 anh em. Cái nồi zin đó. Cái nồi zin của nó lên được tới đây thôi à. Đã đứng luôn rồi. Xíu mình làm mà nó lên đúng tới đây luôn. Lên là nhẹ lắm. Rồi xe nó đang bị tình trạng rung ra đầu nữa. Ở đầu mình khắc phục cái lỗi đó cho ông chú luôn, chủ xe đây. Anh em có cần yêu cầu hay gì liên hệ mình nha. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip nha.